clip buộc dây vàng nhé. Con này âm thổ khá êm, mạ phấn hồng. Con này cũng được, con chim đực hôm qua vừa tách gù được, đánh dấu buộc cái dây màu vàng này. Chim phân đẹp, đang thể trạng đang rất tốt. Đây đôi này, đôi giống đẹp này. Đôi giống đẹp. Con một con đực, một con cá. Con này hôm qua, tối hôm qua nó gù tách ra để giấu buộc dây màu vàng này, anh em ạ. Chim này nó chim khoảng 3 tháng bắt đầu vỡ ra giọng. Cái này bậu chân trụm này là rất là khôn, rất là khéo luôn. Cái dáng đứng của con chim bậu rất là khôn, rất là khéo. Chim thuần, chim rất thuần luôn, không có một lốt xẻ nào luôn. Tướng tá được, con này được. Clip 16 nhé. Mặc dù hôm nay là ngày 14 nhưng em đặt tên clip này là clip 16.